cầm cái chật chân lẻ lăn cu cu luôn bây giờ. Ừ, xuống. Mày cũng bắt mày ẵm mày đi nữa thằng trời. Mày xuống đường nước lấy ra hả? Ừ. Tắm ở dưới không? Lấy về uống đó. Ở đây người ta vừa quê. Ở trên nhà bà ngoại vẫn có một cái nguyên sinh thuốc nguồn nữa nha. Mà mình chưa đi á. Để chiều giờ hết trời. Qua thử. Hey. Chạy xuống và già rồi còn tổng tình nó nước đi lên nhiều à. Xíu à hả? Dịch. Giờ nó có cây đẹp á. Mà mà nguyên sinh cái gì? Hai bên đều có cầu thang hết á. Đi có sang xe. Trời ơi, quá trời đẹp luôn. Rồi. Mẹ lên hết kia. Bạn muốn lên gọi đây mình lên. Mình lên hết kia sẽ biết cái gì. Do đừa lá cây với rêu nhiều lắm, chợt á. Mình đi bên này đi còn cái ấm bên kia. Ba nó bông rồi mà. Nó đỏ thế mà mình ăn rồi. Ăn. 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 Ăn
đây luôn. Ở xem vô. Không nói đi đây lên đi. Ôi. Mẹ nào chịu. Anh bế ra tí à. Em lầu ở đâu? Em nào chịu. Ờ đúng rồi. Mẹ nào. Trên mở cửa xe đó. Lên em nội ơi. Đi đi lên đừng có chụp nữa. Ờ xem vô. Ông nội đi đây lên đi xong coi. Rồi là hai giờ nhậu luôn. Cút về cút thịt bò. Trời ơi lúc này mình quá trời. Tôi dây ra.